Một trong chức năng chính của Microsoft Teams tức là chúng ta sẽ được phép tạo một cái buổi học online. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các thầy cô tạo cái buổi học online. Thì trước khi bắt đầu cái hướng dẫn á, thì thầy cô sẽ vui lòng kiểm tra giùm em mic của thầy cô có hoạt động ok không bằng cách nhấn chuột phải vào hình cái loa ở phía dưới. Chúng ta chọn là Open Mic, Open Volume Mixer và chúng ta ấn vào System Sound. Để chúng ta sẽ coi xem là cái hệ thống của mình ấy, là loa của mình ấy, nó có hoạt động hay không. Thầy cô ấn vào tab recording. Thầy cô nói thử thì thầy cô thấy là có cái xanh chạy lên như thế này. À thì thầy cô biết là như vậy là mic của mình đã hoạt động bình thường. Thầy cô nhá. Và sau khi chúng ta kiểm tra xong, nếu mà giả sử trong trường hợp mà chưa có thì thầy cô ấn vào và thầy cô ấn vào level rồi cô kéo hết cái thanh này lên thì chúng ta sẽ mic của chúng ta nói sẽ to hơn. Rồi và sau khi chỉnh xong rồi thì thầy cô tắt đi. Để bắt đầu buổi học thì thầy cô lưu ý vào cái thời khóa biểu của mình. Ví dụ hôm nay là thứ hai, thầy cô dạy môn toán lớp CD419 dược thì thầy cô vô lớp đó theo đúng thời khóa biểu của mình vào đúng cái giờ dạy của mình, thầy cô ấn vào. Và để bắt đầu buổi học thì thầy cô ấn Meet Now. Đây, học ngay đây, nút hình camera ở phía dưới. Và thầy cô nhập cái tên lớp của mình, ví dụ như là lớp môn toán 1 lớp CD419 dược thứ hai. Không, tùy thầy cô. Để đại loại để học sinh có thể biết được hoặc là mình ghi nhớ lại buổi họp này và thầy ấn học ngay. Thì sau khi ấn học ngay thì là màn hình thầy cô sẽ xuất hiện cái giao diện của buổi họp của mình và bên phải màn hình của thầy cô phía trên á là nó sẽ hiển thị những người đang tham gia lớp học của mình và thầy cô có thể điểm danh căn cứ vào danh sách bên này hoặc có thể là nói với học sinh là hô lên khi khi mà mình dạy, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ xem bên này. Rồi, một trong những cái chức năng quan trọng nữa của Microsoft Teams nữa là tức là thầy cô có thể ghi âm, ghi hình lại cái bài giảng của mình bằng cái chức năng là ghi ghi màn hình. Thầy cô ấn vào cái nút ba chấm và thầy cô ấn bắt đầu ghi thì tất cả buổi học của thầy cô có thể ghi lại. Ở đây em không ấn tại vì mình còn một số cái nữa mình còn hướng dẫn. Cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ chia sẻ cái file PowerPoint của mình để cho học sinh học bằng cách là thầy cô có sẵn file PowerPoint thì thầy cô sẽ mở lên. Và sau đó, sau khi mở lên rồi, thầy cô quay trở lại cái Microsoft Teams và thầy cô ấn vào nút chia sẻ. Và thầy cô chọn cái PowerPoint của mình. Đây, như em bấm vào đây. Thì toàn bộ cái nội dung file PowerPoint này, thầy cô sẽ, màn hình học sinh á, nó sẽ hiển thị lên phía phía của màn hình học sinh và thầy cô sẽ giảng. Và sau khi kết thúc buổi dạy, trong quá trình dạy á, thầy cô có thể ấn nút Alt Tab để thầy cô chuyển sang cái phần Microsoft Teams để thầy cô xem là học viên lúc này có đầy đủ hay không hay là bị out rồi. Và sau khi kết thúc cái buổi giảng của mình ấy thì thầy cô có thể ấn cái nút là gác máy để thầy cô dừng cái buổi học của mình. Đó là cái chức năng giảng dạy của chúng ta. Thì cái nội dung hướng dẫn của em đến đây là dừng lại thì đến lần sau thì em sẽ hướng dẫn phần tiếp theo. Cảm ơn.